Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ demo với các bạn một cái ứng dụng nhỏ nhỏ thôi các bạn ha. Nghĩa là chúng ta sẽ dùng RFID để các bạn ha, kết hợp với nó EMSO ha. Cái khóa cửa 12V các bạn ha. Đó, đây chúng ta có thể kết hợp nó với FireBase. Đây là một phần rất là nhỏ thôi, mình làm một phần rất là nhỏ thôi nha các bạn ha. Còn cái FireBase, cái app Android thì mình set sau các bạn ha. Demo các bạn ha. Dù bây giờ đã đặt đây thì là thấy đúng không? Đó. Khi mà tôi quẹt các bạn ha. Đó, khi tôi quẹt là gì? Đó là nó sẽ mở cửa, nó kéo khóa nhìn được việc này. Đó, nó kéo đúng không, nó kêu đó. Tại cái bây giờ này kêu hơi nhỏ. Đó, 3 giây thôi thì nó nhẹ ra đúng không? Đó. Đó, 3 giây thôi thì nó nhẹ đúng không? Đó. Rồi thì sai này, thì sai này. Sai 3 lần thì kêu bạn, 3 lần là thì nhìn sáng này lên ha. Đó, nó nhìn sáng này lên. Báo là mình ta là sai ha. Rồi cảm ơn reset lại ha. Đây là trên cái file bay ha. À, tôi sẽ kết hợp nó với cái Android, với thật sự nếu mà làm không nó chả có ý nghĩa rồi ha. Bây giờ tôi quét thẻ đúng không, đưa thẻ vô nó sẽ hiển thị số 0 à, số 1 có thấy không, đó ok chưa, đó số 1 anh chưa, đó đó à, như thị số đúng không. Riêng cái phần thẻ tác là gì các bạn à, là tôi sẽ cấu hình để tôi tiến hành tôi cái phần thẻ tác là gì, tôi sẽ tiến hành tôi thêm cái thẻ tự động các bạn ha, tôi thêm cái mã thẻ tự động ở trên cái app Android các bạn ha. Đó, bây giờ tôi demo các bạn nhỏ như vậy thôi. Thật sự nếu mà làm không thế này chẳng có gì để nói các bạn ha. Rồi xin chào các bạn, chúc các bạn ngủ ngon.